Dạ dạ con xin phép chào chú. Chú có thể giới thiệu là chú tên là gì? Thưa các anh chị của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Và xin chào tất cả các cộng đồng mạng. Dạ. Tôi tên là Trần Phương Minh. Dạ. Tôi năm nay 65 tuổi. Dạ. Thì tôi lên đây nhờ đội hiệp sĩ là tìm giúp cho vợ tôi. Tên là Nguyễn Thị Bé Tám. Dạ. Ở nhà tôi hơn gọi là Trung Tâm. Dạ. Năm nay 35 tuổi. Vì cãi nhau, giận dỗi, tôi có tát vợ tôi và vợ tôi đã bỏ đi. Nhưng mà đó không phải là lý do chính. Mà tôi nghĩ là lý do chính là vợ tôi đã có một người đàn ông khác. Dạ. Cho nên nó bỏ tôi mà ra đi. Vợ thì vợ chồng thường thường mà lớn tiếng cãi nhau. Dạ. Thì cái chuyện không có thể nào gọi là đáng đến mà phải dắt con mà bỏ ra đi hết. Vợ tôi nói là sẽ về quê sống và làm với vợ tôi làm nghề uống tóc, làm đẹp, xăm môi, xăm chân mày. Sẽ về quê ở An Giang, sống ở gần con, nuôi con một thời gian rồi quay về. Nhưng khi về đó thì là vợ tôi đã bỏ đẻ con ở nhà ngoại để cho bà ngoại coi và bỏ đi chỗ khác sinh sống. Vợ tôi đã bỏ cái số điện thoại của vợ tôi để cho con tôi xài. Và Zalo thì vợ tôi đã chặn tôi rồi, tôi không thể gọi hay nhắn tin gì được. Hôm 19 tây tháng 4 vừa rồi, lúc nào tôi cũng nghĩ là vợ tôi giận tôi và ở dưới. Tôi nghĩ là vợ tôi còn làm ở Châu Đốc. Rồi tôi về tôi thăm con. Ngày hôm sau, tôi chở con tôi đi lên Châu Đốc để tìm vợ tôi. Vừa đi tới những cái tiệm làm đẹp để xem vợ tôi có làm ở đó không mà vừa nhắn tin. Vợ tôi cũng nhắn tin là vẫn làm và đừng có tìm. Nhưng thật ra ngày buổi sáng đó, vợ tôi đang ở Sài Gòn và tới nhà cùng với bồ của mình lấy xe tải, dọn hết tất cả đồ đạc làm đẹp mà tôi đã sắm cho vợ đi. Những máy móc làm tóc, tất cả vợ tôi đã chở đi hết, kể cả ghế gội đầu, ghế xăm môi. Những cái đó là tôi sắm cho vợ tôi hết. Dạ con xin phép được ngắt lời chú. Chú cho con hỏi là vợ của chú họ tên đầy đủ là gì? Vợ tên họ tên đầy đủ tên là Nguyễn Thị Bé Tám. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay là 35 tuổi. Sinh năm 1989. Nhưng mà giấy tờ là sinh năm 1991. Chú thì 65 tuổi. Chú sinh năm 1995. Vợ chú thì 35 tuổi. Vậy là cách nhau 30 tuổi. 30 tuổi. Chú và vợ chú là gặp nhau trong cơ duyên nào? Ở đó là vợ tôi bán đồ lót cho cái hãng Bon Bon ở ngay ngã tư Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải. Tôi đi mua đồ lót. Yeah. Tôi tặng quà sinh nhật cho người khác. Và tôi lúc đó tôi mới xin số điện thoại của vợ tôi và tôi làm quen. Đó là cơ duyên mà tôi quen vợ tôi, gặp tôi ngay lúc đó. Sau đó thì chú và vợ của chú là tìm hiểu nhau. Cho và tìm nhau. Mấy nhau nảy sinh tình cảm và dẫn tới chuyện là kết hôn, đúng không ạ? Đúng. Trước kia thì chú đã có gia đình chưa? Trước kia tôi đã có gia đình và đã ly dị vợ vào năm 2009. Vợ trước thì có một con gái, một con trai. Còn vợ của chú? Vợ hiện tại của chú thì có một đứa con trai. Năm nay mới có 12 tuổi. Và đang ở dưới An Giang, ở dưới ngoại. Vậy là trước kia là vợ chú cũng có rồi đúng không ạ? Vợ trước hay vợ sau? Không. Ý là cái vợ sau này đến với chú là đã có, trước kia đã có chồng chưa? Tôi quen vợ tôi thì lúc tôi mới gọi điện thoại nói chuyện thì lúc vợ tôi mới nói là đã có chồng và đang ở với chồng. Đang ở với chồng? Lúc đó là lúc chú mới quen? Mới quen và đang ở với chồng. Rồi sau đó sao chú? Thì sau đó đi uống cà phê quen thì nhau, gần gũi nhau. Đi khách sạn. Rồi được một thời gian, khi ra quán cà phê, ngồi hẹn ra quán cà phê nói chuyện thì vợ tôi mới đưa một cái giấy là mới phá thai.
thì tôi hoàn toàn tôi tin tưởng là vợ tôi nói đó là con của tôi, chứ không phải là con của chồng mà đang ở với vợ tôi. Tôi hoàn toàn tôi không bao giờ tôi nghĩ là một người phụ nữ có thể nói láo cái chuyện đó. Và tôi bắt đầu tôi suy nghĩ lại, nếu một người đã vì mình mà bỏ đứa con thì mình phải sống có cách trách nhiệm, không có thể gọi là chơi qua đường được. Thì từ đó tôi mới nói vợ tôi là em hãy giải quyết ổn thỏa với chồng em đi, rồi anh sẽ cưới em, sẽ lo cho em, không để cho em thì phải đi làm, đi bán shop cực khổ nữa. Thì vợ tôi có chồng, có đám cưới đàng hoàng, nhưng mà chưa có làm giấy đăng ký kết hôn, cho nên thì vấn đề đó cũng dễ dàng. Sau đó thì vợ tôi đã dứt khoát với chồng của mình và đến với tôi, thì tôi mới quyết định là tôi tổ chức làm đám cưới và tôi làm cái giấy đăng ký kết hôn cho vợ tôi. Vậy cái lúc chú quen vợ của chú, cái thời điểm bấy giờ là vợ của chú đang ở với chồng? Đang ở với chồng. Là chưa có ly dị? Chưa. Đúng có ạ? Ly dị. Chưa có thôi nhau? Chưa có thôi nhau, mặc dù không có giấy đăng ký kết hôn. Dạ. Là lúc đó là vợ của chú đã có con với người ta chưa? Chưa, vợ đó chưa có con. Nhưng mà tại sao, bây giờ con hỏi chú này, tại sao cái lúc thời điểm đó mình biết là vợ hiện tại lúc đó là đang có chồng, tại sao mình vẫn quyết định mình yêu và mình tán tỉnh? Thật sự lúc đó tôi mới ly dị vợ được một thời gian là khoảng gần 2 năm. Đang cô đơn. Để tán tỉnh nó nghĩ có một người để trò chuyện bầu bạn với mình, thì nó cũng nguôi ngoai đi cái nỗi buồn. Yeah. Thì càng ngày càng gần gũi thì bắt đầu cái tình cảm nó phát sinh. Đó, thì tôi mới quyết định là tôi nói vợ tôi, nếu mà em cảm thấy không sống với, em không muốn sống với chồng trước nữa, thì em giải quyết dứt khoát đi, anh sẽ cưới em. Lúc đó chú nói những gì mà người vợ của chú lại quyết định sẵn sàng bỏ chồng để đi theo chú? Tại vì lúc đó vợ tôi nói đó là thật sự á, nếu mà không quen với tôi á thì vợ tôi cũng bỏ người chồng đó thôi. Dạ. Vợ tôi nói như thế. Cái thời điểm đó chú quen vợ chú có chi tiền nhiều không? Lo lắng nhiều không? Đầu tư nhiều không? Quen thì cũng chỉ là dắt đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống mà thôi. Cái thời đó lâu chưa chú? Thì thời đó là năm gần cuối năm 2011. Vậy là đầu năm 2012. Khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2011. Chú là gốc thành phố Hồ Chí Minh. Gốc thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó thì nếu mà như chú chia sẻ thì con cảm nhận được rằng là chú là có thể là thời gian đó là chú quen vợ của chú. Chú rất chịu chơi và rất chịu chi. Đúng không ạ? Chú sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra để lo cho cô ấy đúng không? Đúng. Và động lực nào chú quyết định rằng là vợ của chú thua chú 30 tuổi mà chú vẫn quyết định rằng là chú cưới về làm vợ? Thì thật sự thì lúc đó tôi nghĩ là con gái miền Tây dù sao nó cũng có cái tính thật thà. Dạ. Thứ hai là tình cảm mình đã thương rồi, mình cảm thấy mình nên bảo bọc. Thì cho nên mình quyết định mình cưới. Thời điểm đó chú có phân vân rằng là cái người phụ nữ này đang còn chồng mà mình làm như vậy thì không tốt không? Mình có nghĩ rằng nếu mình làm vậy là mình phá vỡ gia can hạnh phúc người khác không? Chú có nghĩ đến điều đó không? Cái lúc đó tôi đã nghĩ, khi tôi nói rằng tôi mới ly dị xong. Dạ. Thì cần có một người kế bên bầu bạn chia sẻ cho mình nó nguôi ngoai đi. Dạ. Thì đó tôi mình thì cũng do vợ tôi nói là nếu không gặp anh thì em cũng bỏ người chồng này, chứ em không sống với người chồng này được. Đó là lời vợ tôi nói. Thì chúng tôi mới quyết định là quen nhau. Có thể chú ạ, có thể cái thời gian đó là khi mà cô ta thấy được chú yêu thương và chịu chi, đặc biệt là chi ra những số tiền rất là lớn, có thể là quan tâm lo lắng, mua rất nhiều đồ đạc, đưa đi chơi, đưa đi du lịch, nên mà cảm thấy thích thú nên mới nói những lời như vậy chú ạ. Và rồi thì chú và vợ của chú là khi mà tìm hiểu nhau cũng như là quyết định đến kết hôn thì mình làm đám cưới là mình làm ở đâu? Làm ngay nhà hàng Tân Sinh Nhất. Mình làm lớn không chú? Cũng lớn. Mấy chục bàn? Khoảng 30 bàn. 30 bàn là thời điểm đó là lớn nha. Vậy là sau đó thì khi mình làm đám cưới xong là mình về mình sống là bên nhà chú luôn? Sống ở nhà tôi luôn. Thời điểm đó là vợ chú làm công việc gì? Vợ tôi đâu có làm gì, ở nhà tôi nuôi hết. Rồi sau đó? Sau đó được một thời gian 5-7 năm thì tôi mới nói là thôi bây giờ em hãy đi học cái nghề. Dạ. Để lỡ sau này anh già anh không làm được cái gì nữa thì em có một cái nghề để em có thể em nuôi con.
Thì ta cho tiền vợ đi học. Trước tiên là đi học nail. Dạ. Làm móng. Sau đó là học nghề trang điểm. Dạ. Rồi sau đó nữa xong xuôi, học nghề xong xuôi sẽ cho tiền thì vợ tôi đi học nghề cắt uống tóc. Dạ. Cắt uống tóc xong xuôi rồi tôi cho tiền vợ đi học cái nghề xăm môi, xăm chân mày. Sau đó là về làm việc tại nhà. Về làm việc tại nhà, mở tiệm tại nhà. Chú là lúc bấy giờ là chú làm công việc gì? Chú đó lúc thời gian đó thì vẫn còn đang làm bên bảo hiểm. Làm ở đó con hỏi cái điều tế nhị tí chú nhá. Làm cái đó mình lương cao không? Có làm trưởng một văn phòng thì lương cũng tương đối. Lương khá đấy. Vậy rồi là hai vợ chồng từ khi nào bắt đầu là bất đồng quan điểm và xảy ra cái chuyện là cự lộn cũng như là chú ra tay với lại vợ chú? Nếu mà ra tay á thì cũng thỉnh thoảng thôi, vợ tôi mà khi mà nó cảm thấy nói những lời mà khó nghe thì tôi có nóng, tôi có tát vợ. Chứ gọi là đấm đá thì chưa bao giờ. Tát là mình chỉ là tát. Tát mấy cái chú? Tát nhiều lắm là hai cái, còn hơi tát một cái rồi thôi. Có nâu mắt không ạ? Hả? Có nâu mắt không? Nâu mắt là sao? Tát là có bị thâm mắt không chú? Không. Nhiều khi tát mạnh quá thì cảm thấy nó bị sưng một chút, có vết hồng trên má thôi chứ còn không có nâu mắt. Vợ chú có hỗn hào với chú không? Thỉnh thoảng rất là hỗn. Hỗn là hỗn như thế nào? Hỗn là nói năng cái kiểu mà chửi thề đúng không ạ? Không có lễ phép, có lúc mà chửi thề nữa. Có lúc mà tôi nghe cái tiếng chửi thề đủ mẹ một cái là tôi tát lúc đó là nặng nhất. Vả luôn. Vả luôn. Chửi thề là chú vả luôn đúng không? Rồi tôi không chấp nhận phụ nữ mà mở miệng ra nói cái điều đó. Vậy là từ khi nào mà chú phát hiện rằng là vợ của chú là có nhân tình? Tôi thì tôi hoàn toàn tôi tin tưởng vợ tôi. Tôi nghĩ rằng vợ tôi vẫn chưa có bồ đâu. Chứ tại sao chú lại bảo là vợ chú là cùng với nhân tình mang xe tải lên gom đồ đi là sao? Đó là khi tôi về tôi thăm con tôi. Thì mẹ vợ tôi mới nói rằng vợ tôi đang quen một người có cái chiếc xe tải. Là nó ý muốn tôi là tôi chở đồ để cho mà người đó tới. Để mà chở đồ về quê ở An Giang á. Để làm mở nghề tiệm tóc để nuôi con. Nhưng mà khi tôi chở về á. Thì thấy nhà cửa đã bị dọn tan hoang, đồ đạc đã bị dọn đi hết rồi. Và cũng hàng xóm nói rằng có một thanh niên tới đem xe tải tới chở đồ đi cho vợ tôi đi. Vợ tôi lên xe đi với người đó. Thì tôi mới nhớ lại lời mẹ vợ tôi nói thì tôi biết rằng đó là bộ của vợ tôi. Chú đã bao giờ chú bắt được tận tay hay tận mặt chưa? Tôi chưa bắt được, tôi chưa gặp được. Trong cái thời gian mà sinh sống? Từ lúc vợ tôi đi bây giờ tôi chưa gặp được vợ tôi lần nào. Vợ chú đi cụ thể là ngày nào, tháng nào? Tôi nhớ là ngày 14 âm lịch tháng Giêng á. À, hiện tại bây giờ đã là âm lịch hả? Âm lịch. Âm lịch thì nếu con nhớ không nhầm thì nay cũng là cuối tháng 3 rồi đấy. Hôm nay là đầu tháng 4 rồi. Đầu tháng 4 rồi. 14 tháng 4 rồi. Vậy là coi như là còn 10 ngày nữa là 3 tháng đó. Gần trên dưới gần 3 tháng trời rồi. Đúng ạ. Đó là 2 tháng rưỡi đó, còn 10 dạ. ngày hơn 2 tháng rưỡi rồi. Còn 10 ngày nữa là trong cái thời gian chú, trong cái thời gian mà sinh sống gần đây gần ngày vợ chú bỏ đi thì hai vợ chồng có mâu thuẫn gì không? Có, trước khi vợ bỏ đi thì tối đó hai vợ chồng có mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì và chú? Bây giờ tôi mới hiểu là khi đang nói chuyện cái lộn với nhau thì vợ tôi cố tình đặt vào bụng tôi 4 cái. Ôi trời đất ơi. Khi trước đó đó thì tôi đã có hứa với vợ tôi là anh sẽ không bao giờ anh tát em nữa. Và tôi giữ lời hứa được mấy năm. Nhưng mà khi gây lộn thì vợ tôi cố tình đập vào bụng tôi 4 cái, rất là đau. Để mà tôi mới nổi điên lên. Nhưng mà chuyến đi Úc vừa rồi thất bại. Qua cái đó thời điểm nó không có việc làm. Dạ. Cho nên tôi ở một tháng, không chịu nổi nữa thì tôi quay về. Vậy là chú nói chung chú cũng xa nhà rất là nhiều tháng đúng không ạ? Ở nhà thì có vợ có con thôi. Và không biết ở nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng. Bởi vì là một vợ chồng, người chồng mà đi làm ăn xa mà vợ ở nhà. Mà đặc biệt rằng tính của vợ chú. Cái này không phải là con nói này nói kia đâu, nhưng mà tính của vợ chú thì bởi vì trước kia này, theo như câu chuyện của chú chia sẻ, trước kia con đặt là cái hoàn cảnh trước kia mà đang còn có chồng mà còn quen chú được, đúng không ạ? Thì lần này chú đi xa thì vợ chú quen người đàn ông khác là cái điều đó là có thể xảy ra. Đương nhiên. Đúng không? Đúng. Chú có nghĩ như vậy không? Bây giờ thì nghĩ tới cái điều đó rồi. Hồi xưa thì không nghĩ như vậy, hồi xưa là hoàn toàn tin tưởng vợ mình hết. Nhưng mà bây giờ thì đã nghĩ được nó đã như vậy rồi. Vậy là bây giờ là chú dựa vào kinh tế nào để chú sinh sống đây? Tôi thì bây giờ hả? Dạ. Thì hiện tại thỉnh thoảng là về thì
anh em ruột cũng hỗ trợ. Anh em ruột thì hỗ trợ, con nói thật cái chú thì hỗ trợ được, cũng giúp được lần vài lần thôi chứ đâu giúp hoài được. Hiểu, hiện tại trong bây giờ thì anh em ruột hỗ trợ, còn lúc trước thì đâu có, lúc trước thì thỉnh thoảng tôi vẫn đi tự xoay sở để kiếm tiền mình sống. Nếu không xoay sở được thì làm sao mà mỗi tháng phụ được cho vợ? Phụ cho vợ nhiều không chú? Thì tôi nói là mỗi tháng ít nhất là 2 triệu á. Ít nhất 2 triệu. 2 triệu á, chứ còn khoảng 3-4 triệu. Còn vợ chú là làm cái nghề đó là kiếm được thu nhập được nhiều không? Cũng tương đối chứ. Được mười mấy triệu tháng không ạ? Cái đó không biết, vợ nó tùy theo lúc có khách hoặc lúc ế khách. Vậy là tiền bạc. Khách xăm một cái môi là được 2 triệu, 2 triệu rưỡi gì đó chẳng hạn. Vậy là tiền bạc ai là người giữ chú? Hả? Tiền bạc trong nhà ai là người giữ? Vợ tôi giữ, tôi đâu có quan tâm tới. Vậy là tiền bạc chú làm được nhiều là đưa cho vợ hết. Đưa tới vợ. Trước giờ luôn ạ. Ừ. Không, trước giờ không có, từ sau khi mà tôi về hưu rồi đó. À. Từ khi mà vợ tôi bắt đầu mà mở tiệm làm chủ rồi đó. Thì vợ tôi làm, tôi không bao giờ tôi quan tâm. Còn trước kia khi mà chú đi làm thì vợ chú ở không? Vợ chú ở không. Và sau đó thì khi mà chú mà cảm thấy là đến cái tuổi hưu phải nghỉ rồi thì chú mới bắt đầu là để vợ chú làm kinh tế. Đúng. Có bao giờ mà vợ chú than phiền là kinh tế thiếu thốn không? Có chứ, ở lúc. Vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn vì cái chuyện mà tiền bạc không ạ? Thì có cái điều đó nó cũng thể gây ra xem mâu thuẫn. Đôi khi vợ nó cuộc sống cảm thấy áp lực quá, cái tiền bạc mà tôi không hiểu. Con hỏi một cái điều rất là tế nhị. Cái thời gian gần đây á, trước khi vợ chú bỏ đi á, cái chuyện mà vợ chồng gần gũi nhau có được hạnh phúc không? Tôi sinh hoạt vợ chồng thì vẫn bình thường, nhưng mà hình như vợ tôi là hình như có vẻ chán. Có né chú không? Cũng có né các bạn, có đôi khi là giống như là cho nó xong chứ không có hưởng ứng. Có thể cái thời điểm bấy giờ á, vợ chú quen chú á, con nói một cái điều này rất thật, là vì chú chịu chơi, chú chịu chi, chú có tiền, cái thời điểm đó là chú rất là hoành tráng thôi, cho tiền, cho bạc, cho ăn, cho uống, cho đi du lịch, mua sắm đồ thôi. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì bây giờ là chú là bây giờ không làm gì ra tiền nữa rồi. Con nói thật, nói rất nghiêm túc với chú ạ. Ừ. Bây giờ chú là tuổi cao sức yếu rồi, không làm gì ra tiền này, nên mà vợ chú có thể là cũng lên kế hoạch để mà cao chạy xa bay. Chú có nghĩ tới điều đó không? Cái đó thì bây giờ ta đã hiểu ra rồi. Tại vì những người lớn người ta đã phân tích, người ta nói. Bởi vì mình lấy vợ quá trẻ, cách nhau 30 tuổi cơ mà. Rồi. Bây giờ chú 65 mà vợ chú 35 thì vợ chú bây giờ đang còn rất là ngon lành rồi. Mà chú thì bây giờ là, con nói một cái câu này chú đừng có buồn, chứ chú bây giờ là thậm chí là hết sức quách rồi. Chẳng hạn vậy, tiền thì bây giờ là cũng cạn kiệt, là không có rồi. Sức khỏe thì cũng yếu rồi. Thì bây giờ vợ của chú sẽ có thể là quen biết hoặc là ai đó bên ngoài tán tỉnh, cũng giống như thời điểm của chú bây giờ đó, đúng không ạ? Gọi là đời em lặp lại đời anh á, cũng giống như cái thời điểm đó là cô ta cũng đang chán chồng, rồi chú tán tỉnh là cô ta dính, còn bây giờ thì cô ta chán chú, người khác ngon lành cũng chịu chi chịu chơi, cũng tán tỉnh là cô ta dính. Bây giờ chú đang lo sợ nhất điều gì về con chú đây? Tôi lo nhất là tương lai của con tôi. Bây giờ nó đang lăn lóc ở dưới miền Tây, không biết mai mốt nó sẽ học được cái gì, học được cái có tính nhậu nhẹt, hoặc là học được cái thói đá gà, hoặc là học được cái mở miệng ra là chửi thề văn tục. Đó là tôi lo là tương lai của con tôi thôi. Là chú đang sợ. Nhưng mà con nói như thế này này chú, ở tất cả vùng miền nào cũng vậy, cũng có người tốt người xấu, nên mà chú không nói như vậy được nhá. Nói như vậy là bất đồng quan điểm, có thể là đụng chạm tới bà con miền Tây, bởi vì bất kể ở tỉnh nào cũng phải có người này người kia, và không, cũng có cái này cái kia chú ạ. Không nhá, ý tôi nói là không phải là ở dưới, mà là bởi vì không phải là tôi nói là người miền Tây như vậy. Dạ. Mà ý tôi nói là đứa con nó không có cha có mẹ ở kế bên. Dạ. Thì nó sẽ dễ học được những cái đó. Dạ. Nếu có cha có mẹ. Dạ. Thì còn có lời khuyên bảo hoặc là gần gũi nó sẽ đi chơi. Dạ. Không có cha có mẹ kế bên thì nó chán. Vậy ví dụ như nó vô nó gặp đá gà nó thấy khoái quá. Dạ. Để bắt đầu nó sẽ đam mê và mai mốt sẽ là nghiện ngập, hoặc là buồn quá người ta rủ rê nhậu nhẹt. Dạ. Thì nó sẽ trở thành bê tha nhậu nhẹt, chứ không phải tôi nói là tất cả ở đâu chúng với miền Tây là đều phải bị như vậy. Dạ. Thì đó thì con cũng phải nói rõ với chú để đúng tránh trường hợp bà con cô bác lại hiểu nhầm, hiểu sai ý á chú. Đúng. Vậy là hơn 2 tháng trời nay là chú không gặp vợ, không gặp con. Có gặp con nhưng mà không gặp vợ.
Là gọi điện không được. Không được. Về nhà vợ thì chú nói trực tiếp với chuyện với ba mẹ vợ rồi đúng không ạ? Nói chuyện với mẹ vợ thôi. Mẹ vợ thì phản ứng như thế nào? Có khuyên chú như thế nào không? Mẹ vợ thì nói nó đi hay nó ở là tùy nó. Ô trời đất ơi. Vậy là hai mẹ con nói chuyện lâu không? Mẹ vợ nhiều tuổi chưa chú? Mẹ vợ bằng tuổi tôi. Là đều 65. Còn các dì, các chú bên vợ thì sao? Các dì, các chú bên vợ thì đều không có đồng ý kiểu đó, đều khuyên vợ tôi quay về. Còn mẹ vợ là mặc kệ. Mình có hay về nhà vợ chơi không? Hồi xưa là về hoài chứ. Mình có con cũng về với. Cái thời điểm mà chú còn huy hoàng á. Ôi, chú có lo lắng được gì cho bên nhà vợ không? Mỗi lần về tiền nhiều. À, tốn kém hả? Có, gọi là biếu sáng này nhỏ. Tôi thậm chí tôi đi du lịch Hàn Quốc, vợ con mà ba vợ yếu bị bệnh á. Dạ. Tôi mua hai cái hộp như gọi là sâm của Hàn Quốc á, sâm mà viên giống như là viên thuốc tể đó. Thì hai hộp là tính ra tiền Việt Nam là khoảng hơn 11 triệu. Thì tôi nói gửi về cho ba vợ. Thì về gửi về cho ba vợ uống xong rồi thì vợ tôi mới nói trời ơi, anh gửi cái thuốc này về. Ba em uống bây giờ ổng khỏe ngồi ngồi, ổng đạp xe đạp đi ngồi ngồi. Khỏe liền hả? Khỏe liền. Thì tôi mới uống được gần được nửa hộp, tôi cũng muốn thử làm sao. Thì nghe vợ tôi nói vậy thì nó hơn nửa hộp này thôi gửi về cho ba vợ uống luôn. Vậy là chú rất tốt với bên đường vợ. Tôi bây giờ tôi nói thật như này nè. Ở nhà vợ tôi xây lên thì ở trên cái gác nó là cái mái tôn. Dạ. Buổi trưa thì nó nóng lắm. Dạ. Thấy ba vợ ngồi thỉnh thoảng lấy cái khăn lau người. Dạ. Thì tôi trên này tôi mới mua mấy cái miếng mà cái cuộn mà keo dán chống giọt á. Tôi mua 3 cuộn. Dạ. Tôi chở xe gắn máy từ đây về An Giang để lợp cho nhà cho ba vợ được mát mẻ. Dạ. Thì thầy thử hỏi là tôi đối với vợ có tốt hay không. Dạ. Vậy là chú là một người chồng rất tuyệt vời, một người con cũng hiếu thảo. Cái nhà ba mẹ vợ là tôi xây lên mà. Ồ, chú xây nhà cho ba mẹ vợ luôn. Khi tôi mới quen mà mẹ vợ thì tôi nhà đó tôi xây lên mà, tôi bỏ tiền ra tôi xây mà. Thời đó là còn huy hoàng, thời đó đang còn tiền bạc. Tại vì không lẽ tôi nghĩ ra bây giờ mình trên này thành phố, mình sống một căn nhà lầu. Dạ. Mà nhà ba mẹ vợ mình hai vách là mái tôn dựng lên, ở trên cũng là mái tôn. Thì tôi coi không được, tôi nghĩ không được. Cho nên tôi quyết định tôi xây nhà cho ba mẹ vợ. Rồi bây giờ cuối cùng thì công anh bắt tép nuôi cò. Cò khôn, cò lớn, lò dò, cò bay. Đúng không chú? Chú thấy bây giờ là con nói thật. Chú bây giờ chú thấy chú dại chưa? À, không nghĩ là dại. Mà nếu mà dại thì nó dại ngay từ lúc đầu rồi. Thì đúng rồi, từ thời điểm ban đầu rồi. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng nếu mà mình dành hết cái tình thương yêu cho vợ mình á, thì có thể vợ mình sẽ biết suy nghĩ. Nhưng mà giờ thôi, tôi biết cái sự suy nghĩ của mình nó đã sai rồi. Chú biết cái sai của chú chưa nè? Để con phân tích cho chú hiểu. Dạ biết rồi. Chú sai ngay từ đầu là chú sai thứ nhất. Bây giờ con không phải con trách móc gì chú. Bởi vì là đâu phải ai cũng có dịp để mà ngồi đây chuyện trò đâu. Đúng. Có thể ngày hôm nay con ngồi đây con chuyện trò với chú để cho chú chút hết những cái tâm tư, cái tâm sự của chú mà lâu nay chú có thể chú chưa chia sẻ được với ai. Và đây cũng là một cái cơ hội, cái dịp để mà chú bày tỏ cái lòng mình cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được nghe, và đặc biệt rằng vợ của chú được nghe và được biết, được hiểu. Chú sai, thời điểm bắt đầu là chú sai. Chú có công nhận với con là chú sai, chú biết chú sai gì chưa? Sai ở chỗ là xem vào hạnh phúc của người ta. Đúng. Cái thời điểm ban đầu chú, con nói luôn cái tội của chú này. Cái tội của chú thứ nhất là cái tội phá vỡ gia can hạnh phúc người khác. Đến giờ chú, cái này có phải là gieo nhân gặp quả đúng không ạ? Chú thấy quả báo đến nhanh không? Rồi. Đúng chưa ạ? Cái này không phải là con đang trách móc chú đúng, hoặc hiểu, là đúng. Hoặc là lên án chú đâu. Đó là cái sai của chú. Bởi vì chú phải đề phòng ngay từ đầu. Cái người phụ nữ đã bỏ chồng được mà theo chú thì sau này người ta cũng sẽ bỏ chú được để người ta theo người khác, đúng chưa? Bởi vì cách nhau độ tuổi 30 tuổi mà. Chú già đi, chú yếu đi, chú hết tiền, sẵn sàng người ta bỏ ta theo người đàn ông khác, đó là cái điều mà bình thường thôi. Đó. Biết rằng là cái tình cảm của chú là dành cho cái người vợ này là thật lòng đấy, nhưng mà không biết người ta có yêu thương chú thật lòng hay không. Bây giờ chú là thật sự là mất tất cả rồi. Bao nhiêu công sức năm trời tình cảm mà bây giờ chú lo lắng nhất là đứa con của chú. Bây giờ chú xuống chú đón con về được không?
Cái quan trọng là nó có muốn về với mình hay không, hay là nó muốn ở dưới, mình không ép nó được. Nó cũng đã 12 tuổi rồi. Rồi con nghe chú là lập di chúc, là lập di chúc gì? Rồi di chúc là giao, thí dụ tôi có thí dụ mất đột ngột thì vợ tôi được hưởng. À, là lập hết di chúc cho vợ con rồi. Tại vì theo cái luật thừa kế đó, khi dù tôi chết thì hai đứa con của vợ trước nó vẫn còn được hưởng quyền thừa kế theo luật hưởng thừa kế. Nhưng mà chú bây giờ chú viết di chúc này lâu chưa? Cũng di chúc viết hơn 2 năm rồi. Bây giờ chú suy nghĩ lại, chú còn có dành cho vợ chú nữa không? Thì tôi vẫn để vậy đi, nếu vợ tôi quay về vẫn để sửa làm cái gì? Không, để cho con. Theo như bản thân con, nếu mà thương á thì thương đứa con trai của chú thôi, máu mủ ruột già của chú. Rồi. Tài sản để cho con của chú thôi, không để cho vợ. Vợ vậy để gì nữa? Vậy thì thôi, nếu mà như vợ, các em đã nói vậy thì có lẽ là về sẽ... Vợ trước của chú, con hỏi này, trước kia sao mà mình vợ chồng, vợ đầu á, sao mình ly dị? Vợ đầu ly dị á, là bởi vì nó có tính tự ái. Khi vợ tôi á, thì thật tôi lấy vợ, bây giờ tôi nghĩ tôi viết đơn ly dị á. Vợ trước thì cứ giống kiểu ta đây, không có vợ không được. Làm đơn ly dị 3 lần, lần thứ 3 tôi ký cái rẹt. Gọi là quá tang ba bận. Quá tang ba bận. Chú được mấy người con? Vợ trước á? Vợ trước 2 người con. Lớn chưa chú? Lớn rồi, đứa con gái 29 tuổi. Đứa con trai 26 tuổi rồi. Lần này Di Trúc viết là chia đều luôn, 3 con luôn. 3 con luôn. Con nào cũng là con, đều là máu mủ ruột già của chú hết, chia là phải chia đều. Chứ bây giờ chú chia cho cậu con sau này không, hai người con kia sao đây? Vấn đề nó cạn cái là tôi đã làm cái hợp đồng ủy quyền với giao toàn bộ nhà cho vợ sau rồi. Trời đất ơi. Đó thì tôi nghĩ rằng nếu mà tôi không thương vợ không thì tôi đâu có làm cái điều đó để làm cái gì. Tôi coi như xong rồi, tôi buông bỏ hết rồi, tôi giao cho vợ. Nhưng mà giờ nó xảy ra cái chuyện này. Khổ ha, bây giờ 65 tuổi rồi, bây giờ gặp cái cảnh éo le. Chú là long đong lận đận vì đường tình duyên đấy. Đúng không ạ? Cái tuổi này là cái tuổi là linh ông linh bà rồi. Đúng không ạ? Là cái tuổi này là đang là hai vợ chồng để mà ẩm cháu thôi, dưỡng già thôi. Nhưng mà đùng cái bây giờ chú lao đao lận đận quá. Có thể cái đường tiền bạc của chú nhiều thật đấy, nhưng mà cái đường về vợ con thì chú hơi bị long đong lận đận, khổ tâm. Thì nói trong mấy năm nay là không có gọi là vấn đề tiền bạc, tại vì tôi chỉ lo tôi sống cho thân tôi thôi. Tức là tôi ăn chay trường được 2 năm mấy nay rồi, tôi ăn đơn giản lắm. Mình ăn để cho tích tâm lại đúng không chú? Để cho mình sống chậm lại. Tại vì lúc đó mình nó nghĩ là thôi là sắp sửa nó cũng đã cuối đời rồi. Thì sau khi dịch là tôi bắt đầu, cái dịch đó là tôi bắt đầu tôi ăn chay trường. Chú bây giờ là chú mong muốn vợ chú về để làm gì nè? Muốn về thì để con về là cả hai vợ chồng cùng đứa con thôi. Tôi sẵn sàng tôi bỏ qua tất cả, nghĩ là cho tương lai đứa con thôi. Vợ có về thì sau này tôi sẽ nhẫn nhịn, tôi muốn cái gì tôi sẽ không có nói những cái gì trái ý hay là cái khác suy nghĩ. Cảm thấy vợ tôi cảm thấy đúng. Chú còn yêu vợ chú không? Tôi thương vợ tôi lắm chứ. Bây giờ đang còn thương? Vẫn thương chứ. Nếu sự thật vợ chú bỏ chú đi theo người đàn ông khác, chú có sẵn sàng đón nhận vợ chú về không? Nếu vợ tôi xin lỗi tôi sẵn sàng tôi đi về. Và về tại chú... vì đó cũng là một phần lỗi của mình nữa mà. Và về chú có bỏ cái tính nóng của chú là đánh vợ nữa không? Đương nhiên là bỏ đi chứ. Bỏ ha. Tại vì còn để làm gì nữa? Bây giờ đánh là... để làm gì nữa? Bây giờ mình sống được bao lâu nữa đâu? Đúng. Đời người rất ngắn chú ạ. Đúng. Bây giờ mình yêu thương thôi. Rất khổ. Còn nếu bây giờ quan trọng là vợ tôi có chấp nhận để quay về hay không thôi. Dạ, đó mới là cái điều quan trọng cái đấy. Vợ tôi rất là ham vui, thích bay nhảy, thích đi đây đi đó. Con nghe câu chuyện của chú là con đoán ra được hết rồi. Thật sự rất là buồn. Còn nếu bây giờ mà vợ chú xem được video này đấy và gọi điện về báo cho chú á, là đang sống với người đàn ông khác rồi và muốn về ly dị với chú để đi lấy tiếp tục chồng nữa thì chú như thế nào? Chú chuẩn bị tâm lý chưa? Sẵn sàng thôi. Sẵn sàng ha. Chú thật sự là một người đàn ông rất là bản lĩnh đấy. Làm được, chịu được, dám chơi, dám chịu, đúng không ạ? Mặc dù tới giờ phút này thì chú có thể là chú nhận ra mọi điều, cái thời tuổi trẻ của chú hoặc cái thời huy hoàng của chú đã sai rất nhiều. Nhưng mà tới phút này thì bây giờ mọi thứ nó cũng đã qua rồi. Chuyện gì đấy nó cũng đã đến rồi, mình chấp nhận, đúng không ạ? Chú hãy nói một điều gì đó với vợ của chú đi và con của chú đi, trên video này đi. Thế nói là em à, chính em cũng thừa nhận với anh là em cũng có lỗi. Thế bây giờ anh mong muốn là em hãy suy nghĩ cho nó thật kỹ đi. Tất cả đều tha thứ cho nhau và để sống lại tình cảm 12 năm vợ chồng sống với nhau. Và quan trọng nhất là lo cho tương lai của con của mình, đứa con trai của mình.
anh sẵn sàng anh bỏ qua tất cả. Cũng giống như là khi anh mới cưới em về, ngây thơ trong trắng như một tờ giấy, thì anh sẽ nghĩ như lúc đó, sẽ không nói gì, nói nặng nhẹ gì về em nữa hết, không hề tát em hay là đánh đập em nữa. Em yên tâm đi, đây là lời nói rất thật lòng từ đáy lòng anh. Hãy nghĩ về tương lai của con mình, đó là những lời anh muốn nói với em. Chú nếu anh đã gieo nhân, anh gặp quả, thì bản thân em cũng nghĩ về bản thân em, mai mốt sẽ như vậy đi. Và em thường hay nói là cuộc sống là vô thường, như vậy thì em hãy nghĩ về tương lai của con đi và quyết định cho nó đúng. Thôi. Vợ chú có hay nói đạo lý không? Vợ vẫn hay nói đạo lý em chứ. Thường thường những người nói đạo lý là những người như thế nào chú biết không? Bây giờ thì hiểu. Những người mà hay nói đạo lý là những người, chẳng lẽ con đi nói một cái từ mà nó không hay ở đây. Thật sự chú ạ, còn những người mà cứ bô bô cái miệng mà cứ nói kiểu có sao nói vậy là những người đó là bản sống bản chất thật. Tôi hay nói hoài, chứ thậm chí tôi hăm he vợ tôi. Mà tôi nói là em đừng bao giờ em nghĩ là lúc hai vợ chồng nóng giận nói nhau, anh nói này nọ mà em để trong lòng. Cái lời nói và cái việc làm nó khác nhau ghê lắm. Vậy là em nói là anh không thương em. Em nghĩ đi. Biết em có tính em hay uống trà sữa, đi đâu về cũng ghé mua trà sữa. Thậm chí với bà bán trà sữa, bà cũng nói, bà cũng biết em mà nói là con nhà ông này thương vợ thiệt. Thích em ăn, biết em thích ăn bánh sầu riêng, đi đâu về vẫn ghé mua. Và em bảo là không thương em, mà em muốn đi ra em làm kem trộn để làm trắng da cho khách. 1-2 giờ trưa em kêu anh đi từ quận 12 lên tuốt quận Thủ Đức để giao kem cho em, trời nắng chang chang. Bao nhiêu lần anh vẫn đi, nếu không thương em thì là cái gì? Thật sự câu chuyện của chú tới giờ phút này là thật sự rất đau khổ. Thôi chuyện gì qua nó cũng qua rồi chú ạ. Mong rằng là hy vọng video này khi mà anh em Đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng lên được sự cho phép của chú, thì vợ chú xem được sớm suy nghĩ lại. Hãy nhìn nhận về những ngày tháng tươi đẹp hạnh phúc vợ chồng có nhau, dù gì gắn bó 12 năm trời rồi, để mà quay trở về yêu thương nhau, sống với nhau nốt quãng đời còn lại. Và đặc biệt để lo cho đứa con năm nay mới 12 tuổi, đang cái tuổi ăn tuổi học. Thì chú còn điều nào chú chia sẻ nữa không? Thôi, như đó là đủ rồi. Đủ rồi chú ha. Chú có điều nào mà chú muốn nhắn gửi, chia sẻ tới tất cả các bà con cô bác cộng đồng mạng, nếu mà ai mà đang rơi dính vào cái trường hợp như chú, để rút ra một cái điều gì đó không? Như các cháu vừa nói thì bây giờ nghĩ lại thì biết nói gì bây giờ. Chia sẻ thì mình chấp nhận thôi. Mình gieo nhân nào thì mình gặp quả nấy. Buồn, rất buồn. Buồn ha. Nhưng mà vẫn hy vọng, rất hy vọng vợ suy nghĩ lại, yeah, để trở về và lo cho tương lai con của mình. Dạ. Yeah. Rồi cái sự việc của chú thì anh em Đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng đăng video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để hy vọng vợ chú xem được và sớm quay trở về. Chú có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ video này, câu chuyện này lên khắp các trang mạng xã hội để cho tìm vợ chú về không? Dạ, yeah, tôi đồng ý luôn. Dạ. Yeah. Thì con không biết nói gì hơn, thì chúc chú thật nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là vợ con chú sớm quay trở về đoàn tụ với chú nhá. Đây là thật sự, đây là câu chuyện rất buồn, và hôm nay thì chú rất là bản lĩnh. Chú mới về đây để chú ngồi chú chia sẻ. Đúng ra là những người khác thì người ta không bản lĩnh như chú đâu, người ta không dám chia sẻ đâu. Bởi vì người ta nói là xấu che tốt khoe. Nhưng tới giờ phút này có thể là chú nhận ra hết được mọi thứ. Không còn gì để mất nữa rồi. Đúng không ạ? Nên mình phải nói một lần. Dù là đúng, dù là sai, thì mình cũng phải nói ra hết cái nỗi lòng của mình để chia sẻ tới tất cả mọi người. Cảm ơn chú, cảm ơn câu chuyện của chú. Đây cũng là một cái bài học cho tất cả các cô chú anh chị khác, nếu mà đã và đang mà rơi vào cái tình trạng giống như câu chuyện của chú. Cảm ơn chú rất là nhiều chú nhá. Chú cố gắng nha. Xin cảm ơn Đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải và cảm ơn cộng đồng mạng đã lắng nghe. Dạ. Dạ rồi, xin phép chào chú. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.